Để điều trị mụn được hiệu quả, bên cạnh việc làm sạch da kỹ, dùng các hoạt chất điều trị mụn thì các bạn nên sử dụng các loại mặt nạ để hỗ trợ cho quá trình điều trị mụn được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vậy những loại mặt nạ đó là gì thì video này mình sẽ chia sẻ để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi đến với chủ đề chính, mình rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Quay lại chủ đề chính của video này, loại mặt nạ đầu tiên các bạn nên sử dụng khi đang bị mụn đó chính là mặt nạ ngũ hoa. Hạt ngũ hoa hay còn được gọi là hạt đình lịch hoặc là hạt huỳnh lịch. Hạt ngũ hoa có chứa chất đắng alkaloid, hoạt chất này có tác dụng là chống viêm, chống sưng nên có khả năng giảm sưng do mụn, đồng thời điều trị mụn ẩn và mụn nhọt hiệu quả. Ngoài ra, hợp chất này cũng có tác dụng là mờ các vết thâm do mụn để lại hiệu quả. Mặt nạ ngũ hoa được các spa họ sử dụng rất là nhiều trong các liệu trình điều trị mụn, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mặt nạ ngũ hoa ngay tại nhà để trị mụn nhé. Và các bạn lưu ý là khi pha mặt nạ ngũ hoa thì chúng ta nên dùng nước ấm để pha nhé. Thứ hai là mặt nạ đất sét. Mặt nạ đất sét sẽ hút dầu, điều tiết tuyến bã nhờn, làm sạch lỗ chân lông nên sẽ giúp cải thiện tình trạng mụn nhanh chóng. Nhưng chúng ta cần lưu ý là không nên để mặt nạ đất sét quá khô khi sử dụng vì có thể khiến da căng rét, khó chịu, làm cho các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn, dẫn đến tình trạng mụn nặng hơn. Tốt nhất chúng ta chỉ nên sử dụng mặt nạ đất sét 1 đến 2 lần trên một tuần, và việc sử dụng mặt nạ đất sét quá nhiều sẽ khiến cho da trở nên nhạy cảm và bị mất nước. Mặt nạ đất sét được khuyến khích sử dụng cho những làn da dầu mụn. Da khô thì không nên sử dụng mặt nạ đất sét. Đối với làn da khô thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng mặt nạ giấy. Thứ ba đó chính là mặt nạ tinh bột nghệ và mật ong. Vì nghệ có nhiều tác dụng làm đẹp nên nó thường được sử dụng làm thành phần chính trong mặt nạ trị mụn. Curcumin có trong nghệ có tính kháng viêm và kháng khuẩn rất là mạnh, giúp giảm mụn trứng cá, đồng thời cải thiện màu da, trị sẹo, làm da trắng sáng và mờ các vết thâm do mụn. Ngoài ra, mật ong có tác dụng là kháng khuẩn cao, có tác dụng tốt đối với những cái mụn viêm đỏ. Chúng giúp hút các cái tạp chất ra khỏi mụn. Ngoài ra, mật ong còn có các chất khác như là axit béo, vitamin B, peptid, axit amin, chất chống oxy hóa v.v. có tác dụng làm dịu mụn trứng cá. Hợp chất này làm dịu, làm giảm mặn đỏ của mụn và cũng làm mờ các vết thâm sau mụn. Do đó, mặt nạ tinh bột nghệ và mật ong giúp điều trị mụn cũng như là thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Thứ tư đó chính là mặt nạ yến mạch và sữa chua không đường. Đây là công thức mặt nạ thích hợp để điều trị mụn đầu đen. Trong yến mạch có chứa nhiều saponin giúp điều tiết tuyến bã nhờn ở trên da hiệu quả, và đồng thời làm sạch sâu các lỗ chân lông bằng cách loại bỏ các tế bào chết, từ đó sẽ hạn chế được hình thành mụn mới. Sữa chua không đường làm giảm nhờn, kháng khuẩn và làm trắng da hiệu quả. Do đó, sự kết hợp giữa yến mạch và sữa chua không đường là một công thức hữu hiệu đối với những bạn có làn da xịn màu cũng như là làn da bị mụn trứng cá. Như vậy, mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn bốn loại mặt nạ rất là tốt trong việc hỗ trợ và điều trị mụn. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, có thể đăng ký kênh cũng như là xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.